bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Vẫn không vào. Đó là pha bỏ lỡ đến từ cầu thủ Hoàng Sơn Bơ, cháu họ 18 đời của Tạ Tốn, Sư Tử Hống. Một pha dứt điểm mà có lẽ là anh đã dùng toàn bộ công lực của mình để sút, nhưng cặp gôn thì vẫn đứng đó và bóng thì đi ra ngoài. Không có một sự biến chứng, một sự thay đổi nào của cặp gôn cả. Vẫn là một trong những cách chơi giống như trong hiệp 1 của các cầu thủ Hà Tây. Cơ hội căng ngang. Không vào. Vẫn không vào. Hai trúng tuyển liên tiếp và bóng tìm tới cột dọc và lại xà ngang. Vẫn là những tình huống cuối cùng. Đặng Phương vẫn là một trong những cầu thủ bỏ lỡ nhiều tình huống nguy hiểm nhất bên phía Hà Tây ở trong hiệp 1. Và vừa rồi anh lại tiếp tục thể hiện vận đen của mình. Đặng Phương quá khéo, cơ hội. Đặng Phương không có bàn thắng, phạt góc. Tưởng chừng như đó là bàn thắng dành cho Đặng Phương thì thật sự sẽ là một cái kết quá hậu dành cho đội bóng áo cam. Bóng đập cột dọc và đi ra ngoài. Đình Sơn cũng đang thật sự là mất tự tin. Không vào. Và anh Đình Sơn đang gặp vấn đề. Và dứt điểm trúng mặt của Tuấn Hưng. Và Đình Sơn đang bị choáng. Muốn vượt qua được cầu thủ này thì cần phải có những cơ hội. Không vào. Như vậy là Hưng Ngô Diêu đang bị đau ở trên sân. Một chỗ đau, một nơi mà sự đau đớn rất khó để diễn tả. Hưng Ngô Diêu đang phải nằm sân. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống vì sao mà Hưng Ngô Diêu bị đau. Pha chuyền về rất bất cẩn. Pha tăng tốc của Hưng Ngô Diêu. Đông Bụng Vệ là người đã cho trái bóng của ban tổ chức đến thẳng vị trí khó nói của Hưng Ngô Diêu. Thank you.